Vâng, xin chào mừng các bác, chào mừng các bác trở lại với A Chan của mình xưa. Ngày nay giới thiệu bác đó là cây đúc bồ la mi sống châu màu vàng khắp xưa, sản xuất thập kỷ 1950. Và này sang 40, tuy nhiên sai khá to, nó càng vào dưới 45. Bác nào ở Hà Nội gần rồi có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Thì đó chính là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi vào các phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình hợp lý, hợp lý thời gian gửi là 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh báo lũ nhé. Cầu giữa nó có cái chuyện vung logo hãng từ ngày xưa rất rõ ràng này. Cái này là phiên bản limited edition, trong nó có những cái càng trái là 20/1000 cản trái nhá, 20/1000 chuôi ve nguyên. Cái dòng mắt này mắt nâu trà, bác nào cũng thích cái bỏ mắt hay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Một cái kính giải rất nhiều tính năng mà giá thành cực kỳ rẻ, phá giá thị trường. Thỉnh thoảng em sẽ làm một vài phiên phá giá thị trường, trời thế đấy mới hay. Vâng, giá rất êm nhá, 6 triệu đồng hay gọi là 6000k, giá là 6 triệu đồng hay gọi là 6000k, giá là 6 triệu đồng hay gọi 6000k, có là size 140 nhưng size 3 size to, tương đối 45 để càng rất là dài. Đấy, mà lúc dòng phiên bản nhưng thực bây giờ nó sẽ có những cái này, cái điểm nhấn ở đây này. Đấy, rất rõ ràng luôn. Các bác nào Hà Nội gần rồi có đi nhà em xem quý cổ đồ cổ xưa, bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, nên sẽ được phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện thì nhanh nhất, hợp tình hợp lý, hợp lý thời gian gửi từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhá. Địa chỉ chính thức kênh cổ cổ xưa nằm bên ngoài, ra không có chi nhánh gì ở Hà Nội và một số các tỉnh là trong miền Nam giả danh trang cổ cổ xưa rất nhiều. Những đối tượng là hay lên lô kính vài chục cái. Những đối tượng bán hàng của Nhật và chúng châu Á nhiều hơn là bán hàng tàu trà trộn vào. Rất nhiều anh em bị dính bởi vì là chúng nó giấu địa chỉ nha, giấu địa chỉ, giấu số điện thoại, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Mỗi mà hay sử dụng chiêu thức là xin khuyến mại, xin giác, không có quy ăn địa chỉ, xin khuyến mại, xin tam quy tư quý. Đấy, mà mua bán còn hẹn nửa đường, hẹn bên công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, rồi xung quanh, rồi Việt Quang, xung quanh một con quán Hà Đông, Amateur mặc vào vớ vẩn, thế là dính rồi. Và cây kính đúc bồ la mi sống châu có giá 6 triệu đồng hay còn là 6.000k nhé. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thương uy tín ở Hà Nội và Sài Gòn. Em một số anh em chưa được cổ quán nó cổ là 20 năm 30 năm, nên cả số điện thoại là hơn 20 năm, đã khẳng định giá trị nghèo rồi. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm, không lướt ông người đời, không cơ quan tương vọng, em rất hòa đồng và luôn tư vấn cố vấn rất sát sao. Hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản, bác nào chuẩn ship code hay gọi giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100k và thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, hơn 10 ngày nào, từ ngày lên Tết, với điều kiện bác phải điện thoại trước, tránh tình trạng những lần sốt quá nên hủy hàng và giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Cái dòng em đi lướt qua thôi, vì trong suốt hơn 20 năm qua bán tại nhà cũng như ngoài đường Trường Chinh là giới thiệu quá nhiều rồi. Vâng, rất là cảm ơn bác dành thời gian xem video của em. Xin chào tất cả các bác.